Dạ vâng, em Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Minh Tông sẽ lại tiếp tục lên cho cô chú anh chị cho mình một siêu phẩm nằm tại khu đô thị Mỹ Gia gói 2. Hôm nay thì em sẽ quay cho cô chú anh chị nhà mình một căn villa. Căn này nằm rất là gần với lại vị trí của chủ đầu tư và đi về trung tâm thành phố thì rất là gần luôn cô chú anh chị. Hiện tại là pháp lý căn này đã có sổ hồng và sổ hoàn công đầy đủ. Thì căn villa ngày hôm nay thì có diện tích lên tới là 207,5 m². Căn này có hướng là hướng hướng đông lệch bắc một chút xíu nha cả nhà, bề ngang lên tới là 10 mét. Thì em sẽ quay toàn cảnh hết cho vị trí của căn này đến cho cô chú anh chị mình. Căn này thì hiện tại là thiết kế là một trệt hai lầu nè. Công năng thì lên tới là 5 phòng ngủ, 5 toilet. Đường hiện trạng phía trước đây là đường 18 mét nha cô chú anh chị, lòng là đường 10 mét và vỉa hè mỗi bên là 4 mét. Vị trí này là gần như là vị trí của khu biệt thự villa thôi, nằm rất là gần vị trí của chủ đầu tư về mặt pháp lý và an ninh của khu vực này thì gần như là tuyệt đối an toàn. Như cô chú anh chị nhà mình đang thấy là vị trí kia là cổng của Mi-gia gói 2 rồi, từ đó lại đi ra tới vị trí của cầu Phong Châu rất là gần. Thì với một cái khu vực này mà đi ra tới vị trí bên kia sau này quy hoạch là vị trí của khu hành chính mới của thành phố Nha Trang, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Lô của mình thì hiện tại đang nằm ở gần với cái góc ngã tư khu bàn cờ, nằm giữa ba căn. Căn của mình nằm giữa, bên này là góc ngã tư, bên đó lại cũng là góc ngã tư nha. Thì em sẽ quay sơ qua về vị trí ở phía bên ngoài đến cho cô chú anh chị cho mình xem, và trước khi quay chi tiết phía bên trong đến cho anh chị. Diện tích lên tới là 207,5 m² nha cả nhà, bề ngang 10 m, dài 20,75. Đó, góc này rất là nhiều căn villa cực kỳ đẹp nha anh chị. Mỗi căn ở đây thì lô góc này, lô liền kề nè. Lô này của mình là 10 nè, 10 m nè. Nằm bên đây là góc ngã tư tiếp theo nè. Là phía mặt tiền của cái căn nhà mà em muốn giới thiệu cho anh chị. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết phía bên trong cho cô chú anh chị và mình xem nha. Nhà có ban công đầy đủ. Đây, mặt tiền của căn nhà cực kỳ đẹp, phía trước sẽ có một cái bụi bông hoa lan kèn nữa này, cực kỳ đẹp luôn. Với cái căn villa này thì nó sẽ có một cái khoảng sân khá là rộng và diện tích xây dựng là 93 m², sổ hồng công là 253 m nha cả nhà, nhà cấp B. Vị trí này có thể đậu được hai chiếc ô tô nè. Vị trí bên đây thì anh chị trồng trồng ít bông, trồng ít bông cây cảnh, thì hiện tại là ngay vị trí này là đang trồng một cái cây bông sen, cây hoa sen, cây hoa sữa, rất xin lỗi cả nhà. Thì bên hông này thì là có vị trí đường luồn đi ra phía bên sau. Thì với cái căn nhà này hiện tại thì cô chú anh chị nhà mình nhìn nhìn thấy thì nó hơi xuống màu chút xíu, bởi vì thời gian khá dài chủ đi công tác nước ngoài và không có ở đây nha, nên hiện tại căn này gần như là để không. Thì căn này nếu như mà cô chú anh chị nhà mình đầu tư á, có thể bỏ ra một số ít tiền mình làm lại cái dàn sơn một chút xíu nha, là sẽ rất là đẹp luôn và như mới luôn, cực kỳ đẹp nha, bề ngang 10 mét. Thì đây là khoảng sân nha anh chị. Thì bây giờ em sẽ quay từ vị trí này mà đi vào phía bên trong cho anh chị nhà mình xem. Thì đây là cái lối đi ra phía sau nè. Đó, em sẽ quay ở phía sau cho anh chị nhà mình xem trước và trước khi đi vào chi tiết ở phía bên trong căn nhà nha. Đây, góc phía sau này. Đó, anh chị có thể không? Đây là một cái kho nhỏ nè. Rồi góc bên này thì có một lavabo, buổi tối thì anh chị có thể ngồi đây mình ăn uống BBQ ha, có lò nướng đầy đủ. Rồi chúng ta có thể set up một cái chỗ ăn uống ngay vị trí sau này sẽ rất là ok. Hiện tại mấy cái cây này nếu mà chúng ta làm lại chúng ta phải bỏ đi, làm lại một cái dàn cây mới thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhà còn rất là ok nha, xây dựng rất là kiên cố. Thì bây giờ em sẽ đi vào phía bên trong quay chi tiết đến cho cô chú anh chị nhà mình nha. Góc ngoài này anh chị có thể làm một cái hồ cá hoặc là Đi cái về gara ô hướng tô, Nam đi lên thẳng vô đường đây số cũng được. 2 về phía đường số 4, sau đó rẽ trái. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết ở phía bên trong của căn nhà để cho anh chị nhà mình. Đây là vị trí của phòng khách nha. Phòng khách rất là rộng, thì có ghế sofa. Vị trí này có thể setup thêm một cái tivi ngay vị trí này cũng được. Với cái gian bếp rất là rộng và còn như cái phòng khách này là dành riêng để chúng ta nghỉ ngơi, ăn uống ngay góc này. Setup một cái ghế, một cái bàn 8 ghế như thế này nha anh chị. Đây, em sẽ quay phía trong này cho anh chị. Dưới đây sẽ có một cái căn phòng nhỏ nha. Một cái phòng nhỏ như thế này dành cho một người, có thể dành cho một bé hoặc là dành cho khách lưu trú ở lại, bạn bè của chúng ta về đây. Cửa này thì thông ra phía bên sau.
Đây, cửa này thông ra sau, hồi nãy em có quay sau cho anh chị rồi. Thì cái góc này á, thì anh chị đang nhìn thấy là cái vị trí của gian bếp nha. Đó, rất là rộng rãi. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Tất cả đều sử dụng chất liệu rất là tốt nha anh chị. Và bây giờ em sẽ đi lên vị trí của tầng trên và em sẽ quay cho cô chú anh chị nhà mình nha. Thì với cái lối hành lang đi lên như thế này khá là rộng và sử dụng lót bằng gỗ nha cả nhà. Đó, cầu thang đi lên sử dụng bằng gỗ chứ không phải là bằng bằng gạch granite như những cái căn nhà khác. Đây, kính cường lực, tay cầm gỗ, dán lót gỗ luôn. Thì vị trí ở phía trên này thì có 3 phòng ngủ cho cô chú anh chị nhà mình. Đây, hiện tại là gần như là cái không gian chính của gia đình mình nó sẽ ở trên này nha. Phòng ngủ thì bên này sẽ có một phòng ngủ hai giường như thế này đó. Cái này thì dành cho hai đứa con của chúng ta ở góc này, góc riêng học tập, vị trí tủ đựng đồ. Thì bên ta cũng sẽ báo giá luôn đến cho cô chú chị nhà mình để cô chú chị nhà mình nắm. Thì cái đơn giá của căn này thì chỉ có 15 tỷ thôi nha cô chú chị, để lại toàn bộ nội thất ở trong căn nhà này luôn. Thì có một điểm lưu ý thì Minh Tông nghĩ là cô chú chị nhà mình nếu mà mua căn này thì chỉ cần bỏ ra một số tiền để mình làm lại cái dàn sơn của cái căn nhà này, nó sẽ đẹp hơn thôi, theo ý mong muốn của anh chị thôi. Đây anh chị, tủ đây, tủ gỗ làm âm tường như thế này, tiết kiệm được cái không gian của cái căn phòng của chúng ta nha. Sử dụng gỗ chống cháy nha, cửa chống cháy nha anh chị, cửa này khá là dày. Tiếp tục phía bên này là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ bên này thì có thể là dành cho hai vợ chồng, có ban công phía bên ngoài, một giường ngủ như thế này, vị trí đây là bàn làm việc. Cứ mỗi phòng như thế sẽ có cho anh chị nhà mình một cái WC ở phía bên trong. Thì góc bên này sẽ là vị trí của tủ đồ nha. Đó, nội thất cơ bản của một căn phòng thì đầy đủ như đây luôn. Nhà cái căn villa này khá là ok nha anh chị, rất là đẹp. Vị trí thì đi về tới biển, ra tới quảng trường Hang Tư thì rơi vào khoảng là 3 cây hơn một chút xíu đó anh chị. Anh chị di chuyển mất 10 phút, tại vì đường phố này anh chị di chuyển chậm thì mất khoảng 10 phút thôi. Thì bây giờ em sẽ quay phía bên này cho cô chú chị cho mình xem nhé. Đó, với cái không gian của cái phòng này phòng master, phòng đại rất là đẹp nha anh chị. Tất cả các sàn đều được lót sàn gỗ như thế này nè, có ban công riêng. Ban công này quay ra hướng ra phía mặt tiền đường nha anh chị, lấy ánh sáng cửa là cửa gương. Rất là ok. Đây anh chị, đây là hàng xóm của chúng ta nè. Đây là một trong những cái vị trí mà rất là đáng sống cho những cô chú anh chị có tiền, mình về đây sống với một cuộc sống an nhàn, yên tĩnh, bảo vệ 24 trên 24. Đi về biển thì cũng rất là gần, về trung tâm thì mất khoảng 10 phút thôi. Gần như là vị trí này không thiếu bất cứ cái nhu cầu của cuộc sống nào chúng ta cần thì cũng có cả, trường học, bệnh viện, đi về biển cũng rất là gần nha. Đó, một phòng ngủ đại master, phòng này rất là lớn nha anh chị. Bên này có góc riêng nè, toilet bên này luôn, đồ để trong này. Cực kỳ đẹp ha, cực kỳ đẹp trong một căn villa tại thành phố Nha Trang. Có bồn tắm nha anh chị, gương rất là lớn. Bên này dùng để đồ này, tủ để đồ, hai tủ kệ đồ rất là to bên đây nữa. Thì bây giờ em tiếp tục sẽ quay lên tầng 3 cho cô chú anh chị nha. Tầng 2 thì đã có 3 phòng ngủ rồi, tiếp tục thì em sẽ quay lên cho anh chị nhà mình là tầng 3 phía trên. Tầng 3 thì sẽ có phòng thờ. Đây anh chị, bên góc này sẽ là góc của phòng thờ nha anh chị. Một cái phòng thờ đơn giản như thế này thôi. Ở phía trước thì có cửa. Hiện tại đã khó thì em không ra được. Đây, cửa, có rèm, có ban công riêng. Cái góc bên này thì hiện tại là một phòng nhỏ nữa. Phòng này dành cho một người. Tất cả đều có máy lạnh, có tủ, có kệ, có tủ quần áo nha anh chị. Cửa đây rất là thoáng nha.
Rồi em sẽ tiếp tục quay cho anh chị cái góc bên này thì anh chị có thể dùng để ngồi uống trà hay làm cái gì đó cũng sẽ rất là ok. Thì anh chị nhà mình đó có con nhỏ thì lên đây ngồi học tập cũng được, còn vị trí này là không gian của máy giặt này đó, vị trí của máy giặt kệ để đồ rất là gọn gàng. Trên đây thì có tiếp tục cho mình một cái toilet rồi. Ở vị trí ở sau là vị trí của phơi đồ nha cả nhà, hiện tại cửa khóa thì em không ra được. Thì trước khi kết thúc video thì Minh Tông cũng xin note lại một chút xíu về cái thông tin của căn này. Thứ nhất về cái đơn giá là giá đang bán là 15 tỷ cho một căn villa là 207,5 m², bề ngang 10 m, hướng nhà là hướng đông lệch bắc một chút xíu. Nhà có công năng là 5 phòng ngủ, 5 toilet, một phòng thờ, sân thượng, phòng khách, nhà bếp. Nhà sổ đỏ Hồng Kông, diện tích xây dựng là 93 m, diện tích sàn lên tới là 253 m. Đơn giá là 15 tỷ, về trung tâm thành phố là mất 10 phút thôi. Đó là những thông tin cơ bản, sổ sách đầy đủ. Thì cô chú chị cho mình mong muốn đầu tư sản phẩm này thì cứ liên hệ với em nhé, em sẽ gửi thông tin đầy đủ đến cho cả nhà mình. Bây giờ mình Tông xin chào, hẹn gặp lại cô chú chị cho mình về video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.